Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905-95-8889. Ngày hôm nay thì có về được một chiếc Yamaha FZ150i. Chiếc này thì là phiên bản đời chót, lốc máy vàng. Đời chót là đời 2016, lốc máy vàng. Và đăng ký lần đầu năm 2017. Đấy. Tem đây, 2016. Lốc máy vàng nhá. Đấy, lốc máy vàng là đời chót. Và đăng ký 2017, biển kiểm soát 12L112350. Con xe này thì mình mua của bạn chính chủ. Hiện tại thì xe đã chạy được 1.8 vạn. Đây, một số km, mở lên cho anh em cùng xem. 1.8018 cây số. Cái đồng hồ này là full chức năng nhé. Tất cả các chức năng trên đồng hồ là hoạt động đầy đủ và hoàn hảo, không có bất kể cái nào còn thiếu sót cả. Còn cái phần riêng về phần nước sơn nhé, là đã được vừa mới được bóc ni lông và hiện thời nước sơn rất là đẹp. Đấy, và mình có vệ sinh sạch sẽ xe cũng như là bảo dưỡng chỉnh sửa thay dầu mỗi xe rồi. Và hiện tại chiếc xe này đang ở trong cái tình trạng hoàn hảo nhất để anh em về sẵn sử dụng. Thì con xe này thì là cũng đã được lên cái chống đổ thân xe như thế này, chống đổ xuyên khung đấy. Đấy, hai cái bên chống đổ xuyên khung, một cái gương mù CRG và một cái chai két nước của FZ150i. Hiện tại thì với một con FZ150i mà đời chót mà như thế này thì là nó cũng không có được nhiều, còn nhiều xe được đẹp và tốt như thế này trên thị trường đâu. À, nói qua thì là con xe này thì là cái kính chắn gió trước này thì bạn chủ xe thì làm vỡ cái kính chắn gió trước này, cho nên là hiện tại nó đang thiếu kính gió này nhé các bạn nhé. Đây, như thế này. Còn nếu như mà các bạn nào mà kỹ tính thì có thể là mình sẽ tìm mua cho các bạn cái kính chắn gió zin như thế này, nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Và con xe này thì đây, như các bạn nhé, mình về thì cái lốp sau nó không tốt nữa rồi, thì mình thay lốp mới. Mislect Pilot Strip, còn lốp trước là lốp zin này, lốp trước là vẫn zin theo xe này. Đấy, lốp trước của đôi lốp vẫn zin theo xe đây nhá. Đấy, là lốp zin theo xe. Một con xe mà FZ 150i mà đời chót, lốp máy vàng như thế này thì hiện tại trên thị trường nó cũng còn nhiều cái xe đẹp. Và như bên xe máy Hoàng Anh mình thì thường thường chọn lựa những cái xe rất là kỹ lưỡng, đều là những con xe nguyên zin tuyệt đối, máy móc nguyên zin, khung thân nguyên zin và sơn xiếc còn rất là đẹp. Những cái con xe mình đánh giá là đều là những cái hình thức của nó đều trên 95%, chất lượng máy cũng trên 95% thì mình mới có thể mua về để phục vụ anh em nhé. Đó, và những cái con xe như thế này thì là hiện tại thì mà bảo là nó chạy thêm một chục năm nữa thì rất là ok, không có vấn đề gì cả. Máy xe FZ thì đảm bảo các bạn là nó cực kỳ là lành và tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là chi phí bảo dưỡng và bảo trì bảo dưỡng cũng như là vận hành rất là ít, rất là thấp, cực kỳ thấp luôn ấy. Tức là 100 cây số con xe FZ là nó chỉ ăn khoảng 8-2 lít xăng trong 100 cây, còn dầu máy thì là 1 lít trong 100 km cho một khoảng 2.000 cây số thì bạn thay một lần các loại dầu tổng hợp bình thường thôi, không cần phun tổng hợp toàn phần là các bạn đã có thể chạy nó với 2.000 cây số phải thay dầu. Đấy, thế đi vào chi tiết thì các bạn cùng nhìn ấy. Thì đây, cái tay nắm cũng đã được chủ xe thay rồi nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy, cái tay nắm nó đồ chơi rất là đẹp. Còn lại tất cả các chi tiết của nó đều rất là đẹp và zin. Đấy, các bạn cùng nhìn nhé. Cái ốc này là ốc của Ford ấy, chưa chạm chỉnh gì cả. Cổ Ford còn rất là chắc chắn nên là mình không có chỉnh sửa gì của Ford cả. Các cái chi tiết nhỏ nhất của xe, những con ốc hay là những cái cùm, cái cùm cùm cũng rất là đẹp. Đây, phía dưới thì các bạn có thể nhìn thấy luôn cái cổ Ford của nó chưa chỉnh sửa nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn đây là cái cổ Ford này, chưa chỉnh sửa hết. Đây, đây là cái chảng ba và những con ốc chảng ba các bạn cùng nhìn nhé. Đây là ốc chảng ba này rất là đẹp, vẫn còn bẩn màu nhé. Tất cả con ốc trên xe này đều là ốc zin, không lai tạp bất kể một con ốc nào. Đây, bên tay trái các bạn cùng nhìn ốc zin nhé, ốc chảng ba zin. Các bạn cùng cái này nó rất là quan trọng, là tại sao ốc chảng ba zin nó sẽ chưa thể hiện rằng là cái xe nó không bị đâm va đổ ngã gì cả. Nếu mà đâm va đổ ngã thì
cái ti thụ nó có cong vênh, hoặc là các bạn có thể ấy thì người ta bỏ ra người ta nắn lại, thì bao giờ cái con ốc này nó không bao giờ còn nguyên zin được nhá. Đấy, phía trong các con ốc của treo các nước cũng đều zin cả, con ốc giàn áo cũng zin đó, các bạn nhìn con ốc giàn áo zin. Pha thì là XHP70 pha vàng, còn đèn đèn pha là vàng, còn đèn đèn cốt là vàng, còn đèn pha là led trắng nhất. Đấy. Còn phía phần phía dưới các bạn cùng nhìn đây ạ, ốc trục trước chưa mở nhá, ốc trục trước chưa mở luôn. Đấy, các bạn nhìn này, về cái nước sơn của cái vành bánh nó đẹp căng đét luôn. Đấy, bên tay phải luôn cho các bạn cùng nhìn đây, các bạn nhìn cái đĩa phanh của nó phẳng lì như thế này. Đấy, tất cả các chi tiết nó đẹp như thế này đây. Đấy, đây các bạn nhìn cung phanh này còn vàng ươm sáng choang, các con ốc đây cũng sáng choang này. Đi đến cái phần dàn áo các bạn cùng nhìn nhé. Đấy, có mấy cái vết xước ở đây này, chủ xe bôi quét một chút đấy, kệ nó thôi, không vấn đề gì nhá. Còn lại nước sơn rất đẹp, vừa mới bóc ni lông ngày hôm qua đấy, rất là đẹp, tem tiếc là còn đều nguyên zin hết, không bị xước tem, mà những cái tem logo của Yamaha rất là đẹp, nước mạ còn sáng bóng. Cũng máy thì cam kết với anh em là zin rồi, không phải lo đâu. Đây cũng máy nó đẹp như thế này đấy. Đây các con ốc này, ốc của cái cổ bô chưa mở nhá, sáng choang luôn. Đấy. Xe này thì nó là xe đi tỉnh nên là cái nước rửa của nó hơi màu vàng một tí, thành nó hơi vàng cái máy một chút nhá. Mà con xe này thì chủ xanh ít đi cho nên là cái cổ bô nó hơi bị dỉ, ít đi cổ bô nó dỉ như thế này, còn rất là màu vàng. Còn các cái về ốc thì các bạn cùng nhìn đây, ốc treo này, như là ốc đây, ốc zin của treo máy đây phía trong. Da máy nhé, căng đét tuyệt đối, không một vết xước nào trong cái da máy này luôn, không đem ta bóc đẹp tính co. Phần nhựa sần thì còn nguyên zin đẹp, không có một vết nào cả. Đây bình xăng đây. Đấy, các bạn cùng nhìn nhá, tem đằng sau đây nhá. Đấy, nhựa sần xước đầy đủ hết nhá, không thiếu, chạy lốp zin à, chạy bô zin không độ đủ hết bô zin này. Đấy, bô zin không ấy, phía trong là sạch sẽ đẹp đấy, mình vệ sinh sạch sẽ hết cả rồi. Đây các cái con ốc của cái phần về sau như là cái pin tông của phanh sau đều rất là đẹp. Nhìn lên đây thì mình thích này. Đấy, này cái cụm phanh vàng như thế này đây này, vàng chóe chóe luôn. Tất cả các cái bô zin theo xe thôi này, tất cả con này là zin, xi nhan zin, bô zin, tất cả mọi thứ độ chế theo kiểu tinh gì hết. Bộ nhôm xích sáng bóng này, dầu mỡ tra đầy đủ hết rồi. Lốp sau 120/70/17 đấy nhá, mình mới thay cho các bạn nhìn nhá. Đây các bạn nhìn nhá, chỉ lốp còn đầy đủ nhá, chưa xài cây số nào luôn, rất là đẹp. Tem càng tem tiếp đầy đủ này, để chân sau này đó, các bạn cùng nhìn cái đề chân nhé. Đây đây ốc bạc càng sau này quá đẹp luôn này, khung đèn ta bóc này. Đấy, tem tiếp là đầy đủ, riêng phần tem bình xăng nhé, không một vết xước nào hết, vừa bóc ni lông ra xong. Đấy, cũng như là logo của Yamaha là đẹp, không thể chê được cái gì cả, kể cả cái đai của phần bơm nước nó còn sáng trắng như thế này luôn. Cái ốc nó còn trắng xóa luôn như thế, đẹp như thế, chưa tăng cam một lần nào cả, thực sự là con xe quá đẹp, con xe quá đẹp luôn. Nhưng về phần hình thức con này đạt trên 95%, đẹp càng phần càng côn đấy, vỏ cây nó rất là đầy đủ nhá. Đấy, các bạn nhìn đồ ốc này sợ luôn, đẹp phát sợ luôn. Một cây này. Thế thì đây là một con xe FZ cùng với con xe trong kia. Đấy, là hai con đều đời 2016 đăng ký 2017. Tuyệt vời đấy, thực sự là một con xe rất là chất lượng. Thì các bạn
và con FZ đời 2016 đăng ký 2017 biển kiểm soát 12 Lạng Sơn này đang được lượng xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 21,5 triệu nhé. Giá bán là 21,5 triệu là cái giá bán chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển, anh em lưu ý giúp ạ. Và các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Đô, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp cái sản phẩm này nhé. Mình xem trực tiếp cái con xe FZ này. Và anh em nào ở xa chưa có điều kiện để xem trực tiếp ở cửa hàng thì mời anh em xem kỹ cái video, sau đó thì có thể alo đến cho mình số điện thoại là 0905 95 8889, mình xin trả lời tất cả những cái câu hỏi liên quan đến chiếc FZ 150 này. Đó. Rồi, thế thì bây giờ mình xin cảm ơn các bác đã và đang follow kênh của mình. Mình xin dừng video ạ và xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Có thể là có những con xe nó đặc sắc hơn. Và cũng mong các bác đừng quên nhấn nút like, nút share cũng như là nút chuông để có thể follow những cái video mới nhất của xe máy Hoàng Anh nhé. Và mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại nha.